Xin chào cả nhà, mình là Hợp và hôm nay mình có về được một chiếc Rolex rất đẹp và mình sẽ quay lên cho anh em. Chiếc này của mình là một chiếc qua sử dụng full box và mình sẽ cùng trên tay em nó. Đây là một chiếc Daydate các bạn nhé, Daydate và nó sử dụng dây da vàng nguyên khối, mặt nâu chocolate rất đẹp. Giấy tờ của nó ở đây có đầy đủ. Chúng ta sẽ có hộp sổ và chiếc này thì sẽ có mã là Rolex Daydate Everose Gold 118135 với serial number đầy đủ ở đây. Date mua là 2014 September, tức là tháng 9 năm 2014. Đó. Chiếc này thì sẽ được bảo hành 5 năm bên mình và bù lại thì chiếc đồng hồ này còn rất là đẹp, cứng đẹp và cái dây zin của nó thì phải nói còn rất là mới, chắc là chủ cũ mua thì người ta đã sử dụng cái dây khác. Cái dây zin của nó còn mới lắm các bạn nhé. Chiếc Rolex Daydate này thì có size là size 36mm và nó sẽ phù hợp với anh em tay từ 15cm cho đến tay 17.5cm. Nhưng mà mình recommend anh em tay khoảng 15 năm đến 16 thì đeo chiếc này sẽ đẹp bởi vì cái khóa này của nó khá là dài. Khóa này thì giống hệt trên chiếc khóa của chiếc Celine Moonface và được Rolex đặt là Crown Watch. Nó có một cái tên riêng biệt với cái loại khóa này. Đây là chiếc đồng hồ mà mình muốn show cho anh em. Đó là một chiếc Rolex Daydate Oyster Perpetual. Và như các bạn thấy ở đây, nó sẽ có hai lịch. Đó là lịch ngày và lịch thứ. Lịch ngày ở góc 3 giờ và lịch thứ ở góc 11 giờ đến 1 giờ. Đó, theo hình rẻ quạt rất là đẹp. Ở ngay dưới cái lịch thứ thì chúng ta có một cái hình vương miện, logo vương miện bằng vàng khối của Rolex. Và chiếc đồng hồ này của mình thì sử dụng cọc số là cọc số index, cọc số vạch index với cái dạ quang. Khá là nhiều anh em thích cái dạ quang này và nó thực sự tiện dụng khi mà các bạn đi vào những cái vùng mà đi vào những cái chỗ mà thiếu ánh sáng một chút. Chiếc Rolex Daydate này của mình thì có thân hoàn toàn bằng vàng khối và vàng trên chiếc này là vàng 18K với cái chất liệu vàng thì được đặt riêng của Rolex, đó là Everose Gold. Đây là một cái vàng mà độc quyền của Rolex, công thức vàng độc quyền của Rolex mà họ đã đăng ký với cái tên là Everose Gold. Chúng ta có một cái niềng benzen là niềng băm hay còn gọi là fruit benzen và cái niềng này là niềng đặc trưng của dòng Datejust cũng như là Daydate, rất là đẹp. Ở góc 3 giờ thì chúng ta có một cái loop cyclope để xem lịch ngày. Còn mặt dial của nó là một cái mặt dial chocolate trải tia sunburst khá là đẹp. Và như các bạn thấy ở đây, đây là một chiếc đồng hồ gọi nó rất là trang nhã, thanh lịch và sang trọng. Đó. Phía bên phải này thì chúng ta sẽ có một cái núm chính của Rolex với cái logo Rolex ở đây. Và đằng sau thì là cái đáy kín. Với những cái dòng mà vàng khối như này thì bốn cái cạnh lắc của chúng ta ở phía sau thì sẽ có đầy đủ chuyện. Ở đây các bạn có thể thấy đây là chuyện Rolex với cái logo Rolex ở phía trong một hình tròn. Ở đây là của chúng ta là chuyện cân tiểu ly 750. Ở đây của chúng ta là chuyện đầu chó Bechna. Còn trên này là chúng ta sẽ có một cái chuyện là 750. Đi kèm với nó là một sợi dây cá sấu. Sợi dây này còn rất là cứng vững và đẹp. Và như các bạn thấy ở đây, đây là dây zin của đồng hồ đi theo kèm. Nó có màu nâu. Chúng ta sẽ có một cái khóa Crown Watch được làm bằng hoàn toàn bằng vàng khối. Và cái khóa này thì có đầy đủ những cái chuyện như các bạn thấy ở đây. Chúng ta sẽ có tận 5 chuyện ở đây. Và khóa này rất là cứng, đẹp, đeo rất là dễ chịu. Và nó là một trong những cái khóa mà tuyệt vời của Rolex ở trên dây da đó. Chiếc Rolex Daydate này thì sử dụng máy là 3155. Máy 3155 thì nó sẽ có thêm là lịch thứ. Và máy này thì vẫn có 31 chân kính, có 28.800 tần số động và có 48 giờ tích cót. Cùng với đó là với máy 3155 này thì các bạn sẽ có chuẩn là Superlative Chronometer officially của riêng Rolex. Đây là chuẩn chính xác cực kỳ tuyệt vời của họ. Chiếc này thì có giá retail vào khoảng 23.550 đô, tức là nó sẽ vào khoảng tầm 550 triệu, chưa thuế ship nếu như các bạn mua ở nước ngoài về. Còn với một chiếc qua sử dụng như này thì bên mình đang có tình trạng đẹp 98-99% như này. Về mình bán với giá là 16.900. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc Rolex này thì anh em có thể qua bên mình để mua và thử trên tay sản phẩm. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.